Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Cuộc nổi loạn của ông trùm lực lượng quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin diễn biến rất nhanh, khiến cả thế giới theo dõi sát sao. Vào thời điểm quan trọng khi quân Wagner áp sát Moscow, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trở thành nhân vật chủ chốt giúp xoay chuyển tình thế. Sau một thời gian dài liên lạc, Tổng thống Lukashenko và Prigozhin đã đạt được thỏa thuận không cho phép đổ máu trên đất Nga. Prigozhin đồng ý dừng các hoạt động của lực lượng Wagner trên đất Nga và thực hiện các bước tiếp theo để giảm căng thẳng. Một số nhà phân tích cho rằng chìa khóa giúp Tổng thống Lukashenko hòa giải thành công không đổ máu là giải pháp cân bằng tối ưu cho tất cả các bên có liên quan. Nếu xảy ra đổ máu, tất cả các bên sẽ là thua-thua hoặc thậm chí là ba thua và không ai có thể đạt được điều mình muốn. Theo Beta, Tổng thống Nga Putin đã thông báo về tình hình trong nước trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Lukashenko vào ngày 24 tháng 6. Hai nguyên thủ quốc gia nhất trí hành động chung. Sau khi Tổng thống Lukashenko làm rõ thêm tình hình thông qua các kênh riêng của mình, ông đã có cuộc điện đàm với Prigozhin với sự đồng ý của Tổng thống Putin. Về lý do tại sao người đứng ra hòa giải lại là Tổng thống Lukashenko, người phát ngôn điện Kremlin Peskov nói rằng vấn đề là cá nhân Tổng thống Lukashenko đã biết Prigozhin từ lâu, khoảng 20 năm, và đó là đề xuất cá nhân của ông ấy để phối hợp với Tổng thống Putin. Sau đó, Tổng thống Lukashenko nói chuyện điện thoại với Tổng thống Putin và thông báo tình hình đàm phán với Prigozhin. Tổng thống Nga bày tỏ sự ủng hộ và sự cảm ơn đối với Tổng thống Lukashenko. Hãng AFP đưa tin, Mỹ và các nước đồng minh ngày 24 tháng 6 đã tổ chức tham vấn liên quan việc người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner Nga, ông Yevgeny Prigozhin, kêu gọi binh biến ở Nga. Sau tham vấn, các quan chức đã cẩn thận tránh bình luận trực tiếp về vấn đề được cho là nội bộ của Nga. Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã điện đàm để thảo luận về tình hình ở Nga và nhắc lại sự ủng hộ đối với Ukraine. Bộ Ngoại giao Nhật cho biết, các ngoại trưởng nhóm G7 ngày qua cũng đã tổ chức cuộc họp khẩn về vấn đề này, cam kết phối hợp chặt chẽ với nhau về tình hình ở Nga. Bộ Ngoại giao Nhật cho biết, các ngoại trưởng đã thảo luận về những vấn đề cấp bách mà cộng đồng quốc tế phải đối mặt, bao gồm cả tình hình ở Nga. Sau khi cuộc họp trực tuyến với các ngoại trưởng G7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã điện đàm với Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmytro Kuleba, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và Ngoại trưởng Ba Lan Bini Rao để thảo luận về tình hình ở Nga, theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Miller cho biết Ngoại trưởng Blinken đã nhắc lại trong cuộc điện đàm rằng sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine sẽ không thay đổi. Về phía Liên minh châu Âu EU, ông Joseph Borrell, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU đã tránh bình luận trực tiếp về vấn đề, gọi đây là việc nội bộ của Nga. Tuy nhiên, vị quan chức cho biết ông đã kích hoạt hệ thống ứng phó khủng hoảng của EU và nhắc lại rằng sự hỗ trợ của EU cho Ukraine tiếp tục không suy giảm. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố cảnh cáo bất kỳ nỗ lực nào của các quốc gia phương Tây nhằm lợi dụng tình hình trong nước của Nga để đạt được các mục tiêu bài Nga sẽ vô ích, theo đài RT. Hiện nhóm Wagner đã rút khỏi thành phố Rostov, nơi ông Prigozhin tuyên bố kiểm soát hôm 24 tháng 6. Trùm Wagner đồng ý dừng binh biến sau khi đạt được một thỏa thuận do Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko làm trung gian, nhằm giải quyết tình hình và đảm bảo an ninh cho các chiến binh Wagner. Hôm 24 tháng 6, Qatar bày tỏ lo ngại về tình hình tại Nga và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Qatar cảnh báo sự leo thang căng thẳng ở Nga và Ukraine sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực đối với hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung cấp lương thực và năng lượng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cho biết Iran ủng hộ pháp quyền ở Liên bang Nga và coi những diễn biến mới nhất ở Nga là vấn đề nội bộ của Nga. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố ông ủng hộ việc chính phủ Nga xử lý cuộc binh biến của tập đoàn Wagner. Phía Latvia cho biết đang theo sát tình hình ở Nga và trao đổi thông tin với các đồng minh. An ninh biên giới đã được tăng cường, trong khi thị thực hoặc nhập cảnh biên giới đang được siết chặt, không có mối đe dọa trực tiếp nào đối với Latvia vào thời điểm này. Trong khi đó, nhiều nước châu Âu tuyên bố cũng đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại Liên bang Nga sau cuộc nổi loạn do người đứng đầu lực lượng Wagner tiến hành. Cũng liên quan đến cuộc nổi dậy, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói ngày 26 tháng 6, "Chúng tôi theo dõi cẩn trọng tình hình tại Nga và có rất nhiều câu hỏi vào cuối tuần qua." Đồng thời, hai nước đã đối thoại liên tục thông qua các kênh ngoại giao với phía Nga
và bày tỏ mối quan ngại của mình. Ông Kirby nói Mỹ tiếp tục theo dõi rất chặt chẽ hoạt động của các lực lượng hạt nhân Nga trong bối cảnh xung đột giữa nước này với Ukraine tiếp diễn. Theo ông Kirby, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang có kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc thực hiện bất cứ điều gì khiến Mỹ thay đổi trạng thái răn đe. Trong bài phát biểu cùng ngày, Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ cần chắc chắn Nga không có cớ đổ lỗi cho phương Tây hoặc NATO. Nhận định vụ Wagner nổi loạn là vấn đề nội bộ của nước này, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, chúng tôi đã nói rõ rằng Mỹ không liên quan tới vụ nổi loạn. Ông Kirby và Tổng thống Biden đưa ra nhận định sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 26 tháng 6 thông báo các cơ quan chuyên trách của nước này đang điều tra nghi vấn tình báo phương Tây liên quan vụ Wagner nổi loạn. Theo Ngoại trưởng Lavrov, Đại sứ Mỹ Lynn Tracy ngày 25 tháng 6 đã thảo luận với các đại diện Nga và đưa ra tín hiệu rằng Washington không liên quan đến vụ nổi loạn. Ông Lavrov nói Đại sứ Tracy nhấn mạnh rằng vụ Wagner là vấn đề nội bộ của Nga. Theo truyền thông Triều Tiên, ngày 25 tháng 6, Thứ trưởng Triều Tiên Im Jong-il đã gặp mặt Đại sứ Nga. Tại cuộc gặp, ông Im tuyên bố ủng hộ bất kỳ quyết định nào của lãnh đạo Nga đối với việc tập đoàn lính đánh thuê Wagner nổi loạn. Thứ trưởng Triều Tiên bày tỏ niềm tin sâu sắc rằng vụ nổi loạn vừa qua ở Nga được dập tắt thành công theo nguyện vọng và ý chí của nhân dân Nga, theo hãng tin KCNA. Ngày 24 tháng 6, lực lượng của nhóm lính đánh thuê Wagner đã di chuyển về hướng Moscow, nhưng sau đó được lệnh rút vào doanh trại để tránh đổ máu. Triều Tiên vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Điện Kremlin và ủng hộ Nga khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ năm 2022, đồng thời chỉ trích Mỹ và phương Tây là nguyên nhân của xung đột hiện nay. Ngày 25 tháng 6, ông Im cũng bày tỏ bản thân tin tưởng quân đội Nga sẽ vượt qua khó khăn, thử thách và chiến thắng anh dũng trong chiến dịch quân sự đặc biệt chống lại Ukraine. Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko đã có cuộc hội đàm tại Bắc Kinh, Trung Quốc về các vấn đề quốc tế. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố phía Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của giới lãnh đạo Liên bang Nga nhằm ổn định tình hình trong nước liên quan đến các sự kiện ngày 24 tháng 6, đồng thời khẳng định mối quan tâm của họ trong việc tăng cường sự gắn kết và thịnh vượng của Nga. Ban đầu, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ thông báo ông Rudenko đã trao đổi quan điểm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương về quan hệ Trung-Nga, cũng như mối quan tâm chung về các vấn đề quốc tế và khu vực. Sau đó, phía Trung Quốc khẳng định ủng hộ Nga trong việc duy trì sự ổn định quốc gia. Bắc Kinh cũng xem căng thẳng leo thang gần đây ở Nga là công việc nội bộ của nước này. Hiện không rõ ông Rudenko đến Bắc Kinh vào lúc nào hay liệu chuyến thăm của ông tới Trung Quốc liên quan trực tiếp tới cuộc nổi dậy của Wagner hay không. Trung Quốc được xem là một trong những đồng minh chủ chốt của Nga. Theo Reuters, truyền thông Trung Quốc vẫn theo dõi sát sao cuộc nổi loạn ở Nga nhưng hạn chế đưa ra bình luận trước khi có những công bố chính thức. Nhiều người Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ cho Nga trên mạng xã hội. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!